Nghe nói cái câu này rất là chắc. Hôm nay em đã đi rất xa Nha Trang và tìm một cái xưởng sản xuất gốm tận gốc luôn anh chị. Em nghiên cứu cái tô để về làm cho phở khô Hương Hình. Nghe nói cái tô này rất là chắc nhưng mà thôi kệ nó đi. Ở trong này còn rất là nhiều tô anh chị. Tính ra là tô này chưa có chắc lắm đâu nha. Để em vô em nói chủ coi đó là tô chắc lắm mà sao rớt cái là bể rồi. Để anh chị đi vô đây. Đi vô đây em. Còn ông chủ đâu rồi? Có ông chủ nhà ông chị ơi. Đây chủ ngồi kia. Vô đây em ơi. Nghe nói tôi chắc lắm mà sao mới cầm cái tô mà kia bể rồi kìa. Em cầm vào cái chắc là cái hàng cài mua đúng không? Còn hàng chuẩn ở đây mà. Hàng chuẩn rớt xuống đất không bể à? Hàng chuẩn rớt xuống đất không bể. Không, đồ thế thôi thì rớt xuống đất cái nào cả bể. Đấy. Nhưng mà hôm nay là em tới đây là em hỏi anh là em làm tô phở khô, em muốn in cái mặt em lên cái tô phở khô á thì có cái nào hấp dẫn không? Có cái nào mà nó bền không? Sao em muốn in mặt như này thì giống như này thì. Đúng rồi, nhưng mà em thích in cái mặt em lên, nhưng mà tại vì cái mặt là cái mặt của em luôn. À. Cho nên là em sợ nó chảy á, cho nên em muốn nó khỏi chảy. Thế thì không lo. Tại vì nhà em là rửa thứ nhất là bằng máy. Thì sao? Thì cái này ấy, này in xong nó lung ở nhiệt độ là 800 độ rồi. 800 độ à? Nên là nó vĩnh viễn ở đây luôn. Ừ. Vĩnh viễn ở đây luôn. Vĩnh viễn đây luôn. Chứ nó không phải là cái kiểu như là khò. Có những nơi mà kiểu người ta dán vào xong khò nóng lên thì nó mới bong. Có nghĩa là em in cái gì cũng được à? In cái gì được. Nhưng mà tô này có bền không? Bền chứ. Tại vì lâu ngày em thấy là xài tô mà mình rửa một thời gian nó bị đen, nhất là những cái này. À đấy, thế thì em phải đến đây. À. Bởi vì ở ngoài kia ấy, à, là nó lung ở nhiệt độ nó thấp nên nó chưa được cái bề mặt này nó chưa được chín kỹ nên là nó không có độ bóng như thế này. Ừ. Nó không có cái độ gọi là sáng bóng hoặc cứng như thế này. Có nghĩa là cái tô nhà anh là lâu ngày nó vẫn không bị đen này cho dù nó ăn, tại vì khi mình rửa nó cả rồi nè. Đúng rồi. Nó có ra không? Không. Cái bề mặt này của anh. Còn cái này có xạo ra được không? Không luôn. Cạo không ra được các bạn nha. Thế thì mới mình. Nó đưa cái gì cạo vậy? Thế mới phải đi đến. Hôm nay mình đã đi mình đã đi tới nơi luôn rồi. Tới chỗ này luôn rồi. Có cái gì để cạo được không? Mình cạo ra đi luôn. Đây cái muỗng này đây cho các bạn nha. Đây cạo này. Úi giời. Không ra nha. Có ông chủ ở đây luôn này. Cái này lâu lắm lắm rồi. Cái này đó này, cái này lâu lắm. Cái này đó. Phở thịt đúng không? Chưa. Phở chiều à. Nói chung là cũng không sao hết các bạn. Rồi. Nói chung là hôm nay là em sắp mở quán phở thứ tư và em sẽ mở nhiều quán ở toàn quốc nữa. Cho nên là em muốn tìm một cái nơi mà có biết được cái cà nữa. Cái nơi mà giúp cho em in cái mặt em trên logo này. Nhưng mà có một cái là em cần, tại vì em biết là cái tô ở đây nó rẻ hơn. Tại vì em sản xuất số lượng lớn mà. Thì anh sẽ làm luôn cho cái hệ thống phở khô của em luôn. Ok, em tìm đúng nơi rồi. Thì đầu tiên là em cần phải cái mặt không bị chảy xước. Chứ cái mặt em mà chảy xước thì rất là kỳ. Bền đến thứ hai là đúng rồi, khi nào nó vỡ thôi. Đúng. Thứ hai là cái này nó không bị đen mà đi ăn mà nhìn vô đen là mất vệ sinh lắm. Em sinh. Nghiên cứu hoài mà chưa ra. Thì hôm nay hy vọng rằng là ra, nhưng mà anh làm cho em cái mẫu đi. À, hay là anh tặng đem một cái mẫu đi. Anh tặng em mẫu nhá. Đúng rồi, cái mẫu này đi. Em về em sử dụng thử. Ok. Đây là có cái mặt của người ta luôn, nhưng mà em dùng luôn cũng được. Có cái tô nào tặng thêm gì tặng cho má thôi. Đây. Tô này đẹp đẹp với. Cái này đi cho tao má đi. Cho má đi đây ok. Cái này là gì? Cái men tràm cổ. Chẳng có cái này tặng thôi, cái này chúng ta tặng cái này đi đâu. Với lại là em muốn là em có một cái tô nhỏ nữa nha. Phở khô hai tô nó còn có hai tô. Một tô nhỏ hơn kiểu như này. Đúng rồi, nhưng mà nó màu trắng luôn. Vẫn là màu trắng như này. Ok nhá. Okay. Cảm ơn anh Tam nhá. Em sẽ về. Nói chung là hồi nãy em lỡ làm rớt cái tô ngoài kia thôi, thông cảm nha. Ừ. Em không có cố ý đâu. Ừ. Sao? Ok nhá. Cái đấy là cái demo để cho người ta biết cái chất lượng của ấy nó như thế. À, chất lượng được. Tô này rớt là bể nha các bạn. Đi về, đi về. Đi về anh em, có tô rồi đi về thôi.